Con vào nhà này ở. Khi lớn lên, con đã lỡ tay làm cho cậu Út bị chết, nên họ ngày nào cũng hành hạ con hết. Và cuối cùng, họ ép con phải vô đây ở. Chuyện là như vợ đó thầy. Trong này có vài bộ đồ và chút lương thực, con mang theo phòng thân trong vài ngày tới. Con hãy đi đi, đi tìm đường giải thoát cho mình. Nhưng nếu con không tìm được chỗ dung thân cho mình, thì hãy nhớ cổng chùa luôn rộng mở đón con đó đã. Con đi rồi, thầy sẽ ăn nói sao với bà ấy? Chuyện đó con khỏi phải lo, mau lên đường cho sớm đi con. Con đội ơn thầy. Thưa thầy, con đi. Chuyện chi mà cái đám đàn ông được đuổi đàn bà con gái giữa ban ngày ban mặt vậy cả? Bất kể người ta đi. Quá, chắc là trộm cắp cái gì đó, bị người ta dây bắt thôi. Nè, nhanh lên, bắt nó lại cho tao. Ê, cái đám đó là gia nhân của hai hoàng mà. Đứng lại, lại ức hiếp con gái người ta nữa rồi. Bắt nó lại cho tao. Nhỏ đó là con Hường mà. Mày chạy nhanh lên coi. Con dâu hội đồng, vợ của Út. Nghe đâu nó sơ ý hại chồng nó chết, nên gia đình chồng tức giận lắm, nhốt nó lại luôn. Nè, đứng lên, hãy tui, nhìn lên. Tới đâu rồi? Đâu có tiền rồi? Mày kiếm bên kia kìa! Kiếm tiền coi! Đi tìm bên kia coi! Dạ! Không có! Lạ gì ta? Ủa kỳ vậy? Mới thấy nó đây mà! Mới thấy nó ở đây mà đâu mất tiêu rồi! Chị ra kiếm coi! Bên đây nè! Hả? À. Mày có không? Không có! Hai thằng mày đứng đây, có thấy con nhỏ con gái nào chạy ngang qua không? Tao không thấy gì hết á! Lạ thiệt. Chẳng lẽ nó tàn hình nơi đồng trống như vậy? Mà bây giờ nó trốn đi đâu được chứ? Thôi tụi bay, về thôi. Dạ. Đi. Mày muốn hỏi chi hỏi đại đi. Mày á, mày muốn biết cớ chi tôi cứu cổ đúng không? Trời, mày nhìn đi, một đám đàn ông như vậy rượt đuổi một cô gái như vậy,
tao với mày cũng là đàn ông, đứng trơ mắt nhìn được hả? Ừ. Ừ. Cái gì nữa? Ờ thì đúng, trước đây tao không ưa cổ thiệt, nhưng cổ đã cứu tao với mày. Cái lần mà bị hai hoàng bày mưu cái vụ bán đất đó mày nhớ không? Nếu lần đó mà cổ không báo cho tao biết thì giờ này tao với mày á bị hai hoàng dần như xương rồi. Mày nói thiệt hả? Ừ. Hèn gì mày mượn kế gậy ông đập lưng ông để làm hai hoàng trở tay không kịp. Ừ. Vậy bây giờ mày tính làm sao? Tao cũng không biết phải làm sao nữa. Hồi nãy nếu như không có anh cứu, chắc là tôi đã bị họ bắt và lôi về rồi. Ơn này tôi sẽ không bao giờ quên. Không có chi. Lần trước á, cô đã cứu tôi một lần. Bây giờ á, tôi cứu cô lại một lần, coi như huề. Ơn nghĩa chứ đâu. Tôi không muốn mắc nợ ai hết á. Cảm ơn anh. Mày để cổ đi thiệt sao Điện? Tao nói cổ đi chưa được ba bước á là bị bắt lại đó. Tụi gia đình ông hội đồng á có mặt ở khắp nơi, dễ gì mà tụi nó tha cho cổ. Ốm yếu như cổ á chắc bị vài trận đòn á là hồn lìa khỏi xác rồi đó. Thôi nè. Ê. Cô ơi. Cô. Cô ơi cô. Cô có sao không? Còn thở. Giờ tính làm sao? Ừ. Cô ơi. Cô. Cô ơi. Giờ mày tính sao mày? Mình mà chứa chấp cổ á, tụi kia mà biết á là sanh chuyện đó đã. Thì bây giờ đợi cổ khỏe lại á, kêu cổ đi chứ làm sao? Chớ theo mày thì mừng cách nào bây giờ? Mày nhìn cổ kìa, giống hệt như con ma đói. Ăn có mấy muỗng cháo mà nuốt không trôi qua họng, chắc cổ bị người ta đánh đập lung lắm, nên trên người cổ toàn là dấu roi không à. Nhiều chỗ bị phỏng nữa chứ. Thiệt sao người ta ác quá gì chứ. Mà mày có nghe người ta nói là cổ phạm tội chi không? Thì hôm trước nghe đồn râm ran đó, việc cậu Út bị chết đuối đó, hình như là do cổ gây ra. Chắc bao nhiêu tội lỗi trút lên đầu cổ hết rồi, nghĩ mà cũng tội nghiệp. Nhưng mà tụi mình như vậy làm sao mà giúp cổ được chứ? Hay là mày đem cổ về nhà ở tạm vài ngày đi. Trời ơi, vậy đâu có được. Còn cha tao nữa làm sao? Vậy mình làm sao đây? Mày tính lẹ đi chứ, chừng nữa tao với mày gặp rắc rối nữa đó. À, tao có chỗ giấu cổ rồi. Hả? Mày có nhớ cái miếu quan ở cuối làng không? Cái chỗ tao với mày hay chơi trò nhát ma mấy đứa con gái lúc còn nhỏ đó. Nhớ rồi. Đem vô đó đi. Mày tính đưa cổ vô đó hả? Nhưng mà chỗ đó hay có người tới nuôi cúng kiến. Thì đó, thì người ta cúng kiến nhiều á, có cả đặng cho cô ăn nữa. Vậy cũng tiện chứ làm sao? Nhưng mà cỡ tao nè, một mình tao ở còn sợ, chứ đừng nói chi cô ấy. Bạn đêm ở đó rùng rợn lắm mày ơi. Tao biết rồi. Nhưng mà bây giờ không còn chỗ nào an toàn hơn chỗ đó nữa đâu. Cứ để cổ ở lại cái miếu đó vài bữa nó đi. Khi nào cổ khỏe lại rồi mình tính. Bây giờ trời còn sáng quá, đợi trời tối chút xíu tao với mày đưa cổ vô đó. Ừ, mày tính gì cũng được á. Cái thằng có khù khờ gì mà cũng sáng quá ha. Mày. Nhưng mà ở đây tới tối chắc là nóng lung lắm đó ra. Trời ơi, thì phải chờ chứ làm sao. Cô đừng có sợ, không sao đâu. Bây giờ cô trốn ở trong đây đi, chắc chắn sẽ không ai biết mà tìm đâu. Nè, ban ngày á, cô nhớ đừng bước ra ngoài nghe chưa. Lỡ mà có ai dòm thấy là lôi thôi lắm luôn đó. Ở đây á, ngày nào cũng có người tới đây cúng xôi chè bánh trái. Cô đói bụng á thì cứ lấy mà ăn. Thôi, tụi tôi đi nghe. Tôi sợ lắm, tôi không dám ở lại đây đâu.
Tại cô chưa quen thôi. Cô ráng ở đây vài bữa đi. Ngoài chỗ này ra, tụi tôi không biết tìm chỗ nào an toàn cho cô hết. Cô nghĩ coi, ở đây có phổ bằng cái nơi mà người ta giam cầm đánh đập cô không? Thôi khuya rồi, cô vô ngủ đi. Cô có tiếng gì đó? Chỉ là tiếng mèo thôi. Tôi sợ lắm, nhanh đừng có bỏ tôi. Thưa ông, bệnh tình của em Tư có hại lắm không ông? Bà Tư gặp chuyện đau buồn quá sức chịu đựng, nên rối loạn tâm trí. Có thể bà sẽ không nhớ gì hết trong một thời gian dài. Để trị bệnh này thì bà Tư phải được chăm sóc riêng biệt và có người túc trực ngày đêm. Tôi sẽ kê toa cho gia đình mua thuốc. Việc hệ trọng ở đây là phải tránh cho bà Tư không còn nhớ những chuyện ngày xưa nữa. Nếu không, tôi e bệnh sẽ không thuyên giảm đó. Dạ. Dạ cảm ơn ông. Vú à, dạ. Đưa doctor ra ngoài giùm tôi. Dạ. Chào bà hai tôi về. Dạ. Dạ, dạ mời. Em Tư à, em tỉnh lại đi em. Em bệnh giả đò hay bệnh thiệt gì em? Chị không ngờ ngày xưa em ỷ mình có chút nhan sắc, được ông nâng niu chiều chuộng. Em mặc sức làm mưa làm gió, coi chị đâu có ra gì. Còn bây giờ thì sao hả em? Em điên điên dại dại, sống không bằng chết. Không biết nên vui mừng hay thương hại cho em nữa. Số em đúng là không may rồi. Em tưởng mình khôn lanh hơn thiên hạ, không dè có kết cuộc khổ sở như vậy. Đáng cái đời em lắm. Vũ. Dạ. Chắc đốc tờ căn dặn với bà rồi đúng không? Dạ. Từ rài bà phải nhớ là không làm cho bà Tư nhớ là chuyện cũ nghe không? Phải giữ cho bà Tư được yên tĩnh thì có cơ may được lành bệnh. À, mà tôi thấy trong cái rủi của bà Tư có cái mai của bà đó đó. Tôi thấy bà đã già cả rồi nên tính cho bà về quê đi dưỡng già. Không dè bà Tư lại bị bệnh nên để bà ở lại chăm sóc đó. Nhờ vậy đó bà mới được ở lại trong nhà này nó nghe. Dạ. Cảm ơn bà đã nghĩ tình. Chắc tôi phải cảm ơn cái bệnh của bà Tư quá. Nhờ vậy mà tôi được ở lại, không phải lo cái ăn cái mặc nữa. Cho nên nếu bà Tư tỉnh lại thì bà cũng không có chuyện gì mần ở đây đâu đó. Thôi thì bà cầu trời khẩn Phật cho bệnh bà Tư đừng có thuyên giảm đi nghe. Dạ. Bà thấy chưa, người ta được nước mình thích thế, lên mặt thị uy như vậy đó. Bà mau tỉnh lại đi, chớ không họ kiếm chuyện đuổi tôi với bà ra khỏi nhà đó. Tới nước đó thì chết bờ chết bụi thôi bà ơi. Điền ơi, Điền ơi, Điền có nhà không? Điền, Điền ơi, Điền. Dạ chào chú. Mày mần cái giống gì mà tối nào mày cũng rủ thằng Điền đi chơi hết vậy không? Dạ, lâu lâu con mới tới một lần chứ đâu phải ngày nào cũng vậy đâu chú. Tao đổ quan cho mày chắc. Có đêm nào thằng Điền nó chịu ở nhà đâu. Nó không đi với mày chứ đi với ai? Dạ, tại con buồn quá nên rủ nó ra chòi nhậu lây ra vậy đó mà. Mày đừng có nói láo mày. Hôm trước tao ra ngoài chòi tao kiếm mày với thằng Điền, mày có thấy tụi bay nhậu nhẹt gì ở đó đâu. Mày có chuyện gì mờ ớ phải không? Dạ. Phải không? Dạ. Cha, mắc chi mà cha phải tra gạn tụi con như vậy chứ. Thì cũng có khi á, anh Tị rồi anh Ba Dịch kêu tụi con qua chòi họ chơi nên cha ra ngoài á, cha không thấy là phải rồi. Coi bộ tụi bay không có thiệt thà. Tao nghi lắm à. Tính giấu tao chuyện chi phải không? Trời ơi,
Cha đa nghi quá, không có chuyện chi đâu cha. Nè, ta nói rồi nghe, không có dính vô mấy cái chuyện trai gái á. Có ngày á, nó vác cái bụng bầu tới đây á, nằm giả khóc lóc á, là mày chết mày với tao đó nghe không? Chú lo mừng chi, rủi cái chuyện đó xảy ra á, thì coi như chú vừa có dâu vừa có cháu nội. Mừng quá à, còn chi. Mày đừng có nói bá láp bà xà mày. Thằng Điền nó lấy vợ là phải do tao chọn, chứ đâu mà ngang không như vậy được mày. Nè khóm, thôi mình đi đi, đừng có đứng đây dừng lưng nữa. Con đi nha cha. Dạ con đi nha chú. Đi nhanh đi. Chắc có gì mờ ớ đây nè, mình phải theo dõi hai thằng này mới được. Dạ chào ông. Con à, cớ chi con phải đau lòng cực sát dữ vậy? Chỉ vì một người vô tình vô nghĩa mà con tự hành xác mình, có đáng không con? Nói ra sợ con không vui. Từ cái ngày mà nó hẹn con đến bây giờ, cha thấy khó chịu trong lòng. Cha có linh tính, người ta không có thiệt lòng với con đừng có cố chấp mà thiệt thân. Bà Lập nói, con đã bỏ ăn mấy bữa nay rồi. Con có biết làm như vậy cha lo lắng lung lắm không? Cha, cha có thương con á, cha để con yên tĩnh một mình đi cha. Con không sao đâu. Nhưng mà có bạn cùng trường đến thăm con đó, con có muốn gặp họ không? Ai vậy cha? Người đó tên là Lan. À là Lan. Lan là bạn thân của con đó. Cha cho Lan vô gặp con đi. Chị Tú, chị bệnh sao mà hổm rày không thấy chị tới trường? Tôi đau lắc sắc vậy thôi, chứ không có gì hại đâu. Lớp mình đi học đủ chứ hả? Đủ hết, chỉ thiếu có mình chị thôi đó. À, mà chắc chị muốn hỏi thăm tên Trọng có đúng không? Anh có tới lớp, nhưng mà coi bộ anh có vẻ trầm ngâm lắm, không có nói chuyện với ai hết. Mà chị với anh có chuyện gì sao? Đâu có. Nè, tôi với chị á thân nhau như vậy, còn giấu tôi sao? Ngày mai chị có đi học lại chưa? Tôi vẫn còn ế mình lắm, chưa đi học lại được đâu. Chắc tôi xin nghỉ đến cuối tuần á. À, tôi có đem tập đến cho chị để chị chép bài nè. Có mấy bài còn thiếu đó. Chị thiệt tốt với tôi quá. Làm gì mà khách sáo với tôi dữ vậy? Mà nè, tôi hỏi thiệt nha. Con muốn tôi nhắn lại điều chi cho người ta không vậy? Ai thăm tôi á thì cứ tới, gửi gắm chi cho thất công. Ơ, trái cây ngon vậy sao không ai ăn hết vậy? Chị không ăn là tôi ăn hết luôn đó nha. Chào bà Lắp tôi về. Dạ. Hôm nào rảnh rỗi tôi sẽ tới chơi với Tú. Dạ. Lan. Dạ. Cháu khoan hãy về, bác có chuyện muốn nói với cháu. Dạ, có chuyện chi vậy bác? Bà Lắp, bà ra sau mừng việc đi, có gì tôi sẽ gọi. Dạ, tôi xin phép. Cháu là bạn thân nhất của con gái bác phải không? Dạ. Cháu tới thăm nó, còn mang tập cho nó chép bài, thật làm phiền cho cháu quá. Dạ, bác nói quá lời rồi. Sẵn tiện cháu tới thăm Tú, có đem theo mấy cuốn tập vậy thôi mà.
Ờ, vậy thì cảm ơn cháu lắm. Dạ. À, cháu học chung với Tú, chắc cháu biết người tên Trọng đúng không? Dạ. Người đó với con gái bác có tình cảm với nhau phải không cháu? Dạ. Cháu đừng có ngại, con Tú cũng nói sơ qua với bác chuyện tình cảm của tụi nó rồi. À, bác cũng tính cậy cháu một việc nè. Dạ, bác cứ nói đi, nếu được chắc chắn cháu sẽ làm. Vậy thì hay quá. Cháu à, cháu cũng là bạn của thằng Trọng. Vậy thì cháu hay gặp Trọng chuyển lời giùm cho bác. Cháu nói với nó, bác không muốn nó qua lại với con Tú nữa. Chuyện hôn sự của Tú, bác đã sắp đặt đâu đó hết rồi. Nó đừng theo đuổi chi nữa cho thất công. Chuyện này cháu không có dám từ tiện nói với anh Trọng đâu bác. Ờ, cháu nghe lời bác nói hết đã. Bác sẽ không để thằng Trọng thiệt thòi đâu. Bác sẽ đưa cho nó một số bạc lớn, coi như bù đắp lại cho nó. Bác không tin là nó chơi số tiền này, vì bác biết chỉ là nó quen con Tú, cũng là để ý cái gia cảnh nhà bác mà thôi. Dạ thưa bác, cháu thấy anh Trọng với chị Tú rất là xứng đôi. Họ thương nhau thiệt lòng mà bác. Cháu có phải là bạn thân của con Tú nhà bác không? Không lẽ cháu thấy con Tú nhà bác nó khổ mà cháu không mũi lòng sao? Ủa, bác nói gì lạ vậy? Gia đình bác tính gả con Tú vô một gia đình môn đăng hộ đối. Con Tú nó được làm dâu nhà đó thì cả đời ăn sung mặc sướng, ra vô có kẻ hầu người hạ. Còn nếu nó quen thằng Trọng, một thằng học trò nghèo không có sự nghiệp, thì cuộc đời nó sẽ ra sao hả cháu? Cháu biết là bác thương chị Tú nên mới lo lắng cho chị. Nhưng cháu nghĩ anh Trọng là người đường hoàng. Cháu nói với anh những lời như vậy, chẳng phải cháu là người đã xúc phạm tới nhân cách của anh hay sao? Còn số bạc mà bác đòi bù đắp cho anh Trọng, cháu nghĩ anh không có bằng lòng lấy đâu. Bác biết cháu người khôn ngoan nên mới trông cậy vào cháu. Nói sao mà để thằng Trọng dứt tình với con Tú, tất cả đều nhờ vào cháu. Cháu đừng phụ lòng bác nghe không? Xong việc rồi bác sẽ hậu đãi cho cháu. Đây số bạc này cháu đưa cho Trọng. Cứ nói với nó những điều bác vừa dặn thì được. Nhớ giúp giùm bác. Vậy nha. Thôi bác vào đây. Ờ, bác. Bác. Meow. Meow. Cứ đem cho cô Hường ít mật ong mới lấy hồi chiều nè. Để dành ăn cho mau lỡ sức. Cảm ơn anh Nghiên. À, bữa nay á, người ta cúng bánh ít nhiều lắm. Tôi lén lén để dành cho hai anh nè. Trời đất, đang lúc trống chui trống nhủi như vậy á, cô để dành mà ăn đi. Thôi mà cô ăn bài đi. Đặt để phần cho tụi tôi làm chi nữa. Ông anh à. Dạ. Tôi nghe người ta nói á, lóng rài á, nhà hội đồng đi tìm cô khắp nơi đó. Cô nghe lời tôi, ban ngày ở yên trong đây, không được bước ra nửa bước. Cô mà để người ta bắt được á, là sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Tôi cũng biết vậy, nhưng mà ở trong này riết tôi thấy sợ quá. Nhưng mà đã tới nông nỗi này á, thì cô ráng chịu khó một chút đi. Tôi thấy cô Hường nói đúng á. Không lẽ bắt cô ấy sống miết trong miếu vậy hoài sao điện? Nhưng mà muốn ra ngoài cũng đâu có được. Người ta đang lùng sục cổ như vậy, chòi đầu ra cho họ bắt hả? Thôi ráng đi, để vài bữa nữa yên ngắn á, rồi tôi với thằng Khóm tìm cách đưa cô đi. Nó nói có lý đó cô. Đành phải như vậy thôi, đâu còn cách nào khác đâu. Ừ. Tôi cảm ơn anh nghe anh Điền. Trời ơi, ơn nghĩa chi mà nói miết. Tụi tôi á chỉ giúp được cô chút đỉnh thôi đó.
Sau này á, mọi việc là cô phải tự lo lấy. Thôi khuya lung lắm rồi, tụi tôi về đây. Cô vô ngủ sớm đi. Tôi về ngay. Hai anh về cẩn thận nghe. Thôi khuya rồi cô ngủ đi, tôi về. Trời Phật ơi, thì ra hổm rày thằng Điền nó tới đây á là vì con Hường. Cái thằng ngu hết biết, cớ chi là dính líu tới cái đứa đang mang trọng tội vậy chứ. Con ơi là con, mày là hại cha của mày nữa rồi. Điền ơi, tính làm sao bây giờ? Mình có nên báo cho cậu ba biết là con Hường đang trốn ở đây không chứ? Nhưng rủi thằng Điền nó bị da lây thì sao? Mà không báo cho cậu ba thì ái náy trong lòng, thiệt là khổ hết sức à. Anh Trọng. Ủa Lan, hôm rày tôi thấy anh không có được vui. Hay là tại chị Tú nghỉ học lâu quá nên anh buồn? Nghe nói Tú bệnh đúng không Lan? Lan có gặp Tú không? Tôi có tới nhà thăm chị ấy, thấy chị ấy có vẻ chán trường lắm. Mà hình như cha của chị không muốn chị đi học nữa. Còn Tú, Tú có nhắn gì với tôi không? Chị Tú không có nhắn gì hết. Nhưng mà cha chị Tú thì có. Cha của Tú nhắn tôi việc chi? Anh Trọng, đây là những lời mà tôi không hề muốn nói với anh. Nhưng mà bác trai đã năn nỉ quá nên tôi cầm lòng không đặng. Bác nói là bác không thích anh đeo đuổi chị Tú, vì bác biết anh không thật lòng với con gái của bác. Bác còn nói không muốn chị Tú phải khổ, vì quen một người không có chút công danh sự nghiệp nào ở trong tay hết. Lại cứ nói hết cho tôi biết đi. Bác muốn anh á phải dứt tình với chị Tú. Đổi lại... Đổi lại sao? Bác có gửi cho anh... Là cái gì? Nè, anh tự xem đi. Anh Trọng, mong anh hiểu cho tôi. Tôi chỉ làm theo lời bác trai thôi, chứ không có ý coi thường anh đâu. Cha của tôi có thể đối xử thậm tệ với tôi dù chưa gặp mặt tôi một lần nào hay sao? Ông nghĩ tôi là hạng người nào chứ? Hay là từ trước giờ lúc nào ông cũng lấy tiền ra để giải quyết mọi vấn đề, nên ngay cả hạnh phúc của con gái ông cũng đánh đổi bằng tiền? Ông làm như vậy chẳng khác nào tát thẳng vô mặt tôi. Tôi nghĩ bác cố ý làm như vậy đặng anh tự ái mà chia tay với Tú. Thôi, nếu anh không khứng thì để tôi trả lại số bạc này cho bác. Nè, Lan ngồi xuống đây đi. Tôi thấy Lan phân tách cũng có lý lắm. Nếu tôi nhận số bạc này thì Tú sẽ khinh rẻ tôi, coi tôi là hạng người tham vàng bỏ nghĩa, đúng không? Tú sẽ hận tôi và mau chóng quên tôi đi. Anh Trọng, tôi sẽ làm theo lời bác trai. Tôi sẽ để cho cổ đi lấy chồng theo sự sắp xếp của cha cổ, mà không phải bận lòng bất cứ một điều gì hết. Anh Trọng, anh nhất định đoạn tuyệt với Tú như vậy hả anh Trọng? Lấy đưa số bạc này trả lại cho cha Tú, nói là tôi cần nhiều hơn số tiền ông ấy đã đưa. Lan hãy tìm cách cho Tú biết việc này, nói với Tú là tôi bằng lòng nhận tiền. Anh Trọng, Lan cứ làm như vậy đi. Cảm ơn Lan. Dạ dạ, chào ông quản gia. Dạ dạ, xin hỏi cậu ba có ở nhà không ông? Tìm cậu ba có việc chi? Mà ông là ai?
Tôi là bụng tá điền của cậu ba. Ông nói tên tôi là cậu ba cho tôi vô liền à. Tá điền có hàng trăm cái tá điền. Chứ ông bằng được cái giống gì mà cậu ba coi trọng ông vậy? Tại ông không biết chứ. Tôi cũng giúp cho cậu, cậu ba được đôi ba việc hệ trọng đó đó. Cậu ba đi chưa có về? Vậy chừng nào cậu ba về ông có biết không? Ông khéo hỏi quá ha. Cậu ba có công việc của cậu, khi nào bằng xong thì cậu về. Dạ vậy thôi, cho tôi vô nhà chào cậu ba được không? Không được. Chưa được chủ nhân cho phép thì tôi không có để ông vô nhà. Thôi vậy tôi đứng đây tôi chờ. Không có được. Ông đứng chần dần trước cửa nhà người ta, mấy bà thấy mấy bà rầy tôi nữa. Tôi phải chờ để gặp cậu ba. Tôi có chuyện hệ trọng mà. Muốn chờ đi ra đằng kia mà chờ. Đừng có la giảng ở đây mà tôi mang quả. Làm ơn đi giùm tôi đi. Không được, tôi gặp cậu ba có chuyện hệ trọng. Ông làm ơn đi, tôi muốn vô gặp cậu ba. Dạ kìa. Ông làm ơn cho tôi gặp cậu ba đi. Có chuyện gì vậy ông quản gia? Dạ cậu ba. Cậu ba, gặp được cậu ba tôi mừng quá đà. Tôi là tá điền bụng nè cậu. Chú bụng hả? Dạ. Có chuyện chi mà chú tới tận đây vậy? Dạ chuyện gấp gáp lắm cậu ba ơi. Tôi muốn thưa với cậu ba một việc. Được rồi, chú theo tôi. Dạ. Chàng ơi, lần đầu tiên tôi mới bước chân vô nhà ông hội đồng đó nghe. Ôi, sao mà nó kinh dinh, nó đẹp đẽ, thiệt dòm nó sướng con mắt. Chú lại ngồi đi. Dạ. Trời ơi, đẹp quá. Cái ghế cũng đẹp, cái bàn cũng đẹp. Dạ, mời cậu ba. Chỗ này là chỗ để cho cậu ba uống trà nghỉ ngơi phải không cậu ba? Chà, nó mát mẻ quá đà. Chú uống trà đi. Cớ chi hồi nãy chú không vô sân chờ mà đứng ngoài trộn rộn chi vậy? Dạ. Tại con không biết ổng là ai cho nên nãy con không cho ổng vô. Chú bụng, chú nói đi, có chuyện chi gấp gáp hả? Dạ chuyện rất là hệ trọng, thành ra tôi chỉ nói riêng với cậu ba thôi. Chú nói thử tôi nghe coi. Nhưng mà ông quản gia, ở đây hết chuyện của ông rồi. Ông đi mời công chuyện đi, có gì tôi sẽ gọi. Dạ. Bây giờ chú nói được rồi đó. Có chuyện chi? Tá điện hợp tác lại chống đối tôi đúng không? Hay là có ai gian lận chuyện lúa thóc? Dạ không có mấy chuyện đó đâu cậu. Cậu ba, tôi hỏi câu này nếu có gì đó không phải cậu đừng rầy tôi nghe cậu ba. Là tôi nghe nói cô Hường vợ của cậu Út á. Mà không, con Hường đầy tới nhà cậu á, nó bỏ trốn đang bị truy tìm phải không cậu? Chú biết cô ta đang trốn ở đâu à? Cậu ba thiệt là người thông minh nhanh trí. Chưa chi mà cậu đã đoán được ý tôi rồi. Chẳng giấu chi với cậu, tôi biết được chỗ ẩn nấp của nó. Nhưng mà việc đó chú chỉ cần nói ra, tôi sẽ cho người bắt cổ về liền. Cớ chi mà chú cứ lấp la lấp lửng như vậy? Cậu ba, tôi cũng có nỗi khổ trong lòng đó cậu. Trước giờ đó cậu ba cũng biết tôi một lòng một dạ với cậu mà. Có việc chi cậu sai biểu mà tôi dám từ chối đâu. Là vậy nè cậu, thật ra thằng Điền con tôi nó cũng có can dự vô cái chuyện của cô Hường. Chắc cổ nhờ cậy sao đó, cho nên nó mới tìm cái chỗ cho cổ trốn tránh. Cậu ba ơi, con tôi nó dại quá cậu ơi. Cậu thương tôi, cậu làm phước đừng có trách tội nó nghe cậu. Tôi hiểu rồi. Hiện giờ Hường đang ở đâu? Cậu trốn ở trong cái miếu quan cuối làng đó cậu. Thằng Điền vẫn chưa bỏ được cái tánh tài lai, thích can dự vô chuyện của người khác. Bây giờ chỉ còn một cách, đàn con trai không được giam tội. Cách gì cậu? Nói đích thân nó và vẫn còn Hường gì đây. Nhưng mà tôi biết cái tánh ngang ngược của nó không mần gì đâu cậu à. Con chú không mần,
thì chú mừng tha cho nó đi. Coi như chú lấy công chuộc tội cho thằng Điền, được không? Khuya hôm nay chú tới đó nói lý cho cô ta, để cô ta thấy được chuyện nào phải, chuyện nào quấy. Rồi dẫn cô ta về đây, thế là xong. Dạ, chú xin nghe theo ý. Mày muốn gì? Thằng kia, tao cảnh cáo mày, nếu mà tránh xa thằng Điền ra, chứ mà mày còn cấp kỳ với nó, có ngại mất mạng nghe chưa? Mày bỏ cái thằng thầy lai của mày nghe chưa? Thấy đâu mà bỏ đó. Đừng có giận bụng gì nghe chưa? Muốn sống thì đừng có ngu mà đứng ra làm chứng. Bữa nay tao chỉ đánh với mày què chân thôi. Cái chân còn lại của mày có giữ được hay không là do mày, mày biết chưa? Đủ rồi, đi. Dạ. Anh Điền. Nè, tôi mới mua tấm đệm này hồi chiều đó, để lót mà nằm. Ủa, anh tới có một mình nè hả? Còn anh Khóm đâu? Tôi chờ nó hồi chiều tới giờ mà không có thấy. Chắc là lại thả rong đâu đó nên không có kịp về. Nói thiệt chứ, tối nào cũng gặp mấy anh, rồi trò chuyện dăm ba câu riết rồi quen. Bữa nào mà mấy anh không tới, tôi thấy nhớ nhớ. Cô khéo nói dữ không? Ai đâu mà rảnh á, mà gian ca với cô miết vậy? Nè, tôi cũng tính đâu đó xong xuôi hết rồi. Hai bữa nữa, nhà ông hội đồng có lễ cúng ở đình. Mọi người sẽ trộn rộn lo mừng công chuyện. Tới lúc đó, tôi sẽ đưa cô ra khỏi làng. Chớ, cô thân gái một mình, ở lại đây không tiện chút nào hết. Ủa, cô làm sao vậy? Cô Hường à, tôi xin cô, con tôi nó vì cô mà không kể gì tới tánh mạng của nó. Tôi là cha của nó, không lẽ tôi thấy nó chết trước mắt mà làm ngơ sao đặng? Cô nghĩ coi, chuyện này giấu được bao lâu chứ? Bên nhà ông hội đồng mà biết á, thì chắc nó bị đài biệt xứ quá. Nói thiệt với cô đó nha, người ta đang truy tìm cô khắp nơi đó. Cô nhắm có thoát được hay không? Một bên á, thì có quyền có thế, còn một bên á, thì thân cô thế cô, không chống lại được đâu cô Hường ơi. Thôi, thà là cô theo tôi về thú tội,
Tôi xin ông. May ra mình còn giữ được cái mạng, chứ như vậy đó là cô liên lụy tới con tôi đó đã. Cha, cha, cha xen vô chuyện của con chi vậy? Hương à, cô đừng nghe lời cha tôi nói. Mà kệ ông đi, cô trốn đi, cô bỏ đi đi. Mày im đi. Tao đã nói chuyện này với cậu ba rồi. Cậu hứa đó, nếu cô Hương quay về, cậu sẽ tha cho mày. Người ta như vậy là nhân từ lắm rồi con ơi. Mày còn suối khôn suối dạ cái gì nữa chứ. Nhưng mà cho mừng việc này á là cha hại chết Hương đó. Thế nào á thì họ cũng sẽ ùng cho tới đây bắt cổ. Hương à, nghe lời tôi bỏ trốn đi. Im đi, con không được trốn đi đâu hết. Con phải theo tôi về, sống chết gì cũng phải nhận tội với cậu ba. Chạy đi, nhanh đi. Mày làm cái gì vậy? Mày trốn à? Thì đã con Hương đây rồi, tụi bay lôi nó về cho tao. Đi nè, anh Điền, giữ lại đi. Anh Điền, anh Điền, đi nè. Mấy người dừng lại, mấy người đừng làm chuyện ác như vậy. Này đứa, đánh nó. Tha tôi ra. Anh Điền, hai con ơi, tha cho con tôi đi cậu hai ơi. Tha cho con tôi đi cậu. Rồi hai đứa nó về luôn cho tao. Dạ. Rồi. Mày hả mày? Mày là trốn thằng. Bắt được con Hương về rồi hả? Còn thằng này? Má à, mấy ngày nay con Hương nó trốn trong miếu là do thằng này nè xúi giục nó đó. Hai đứa này nè tội không thể nào dung tha được. Chàng ơi, nó trốn ở trong miếu mà tôi tưởng nó bỏ đi biệt xứ rồi đi chứ. Mày hết muốn sống rồi hả? Để tao coi mày mấy lá gan mà mày dám mần cái chuyện động trời vậy nè. Cậu ba, tôi xin cậu. Cậu hứa với tôi rồi mà. Cậu xin giùm tôi một tiếng đi cậu ba. Coi vậy mà em cũng dễ tin người quá đó. Đối với cái hạng cùng đinh mặt kiếp này, cần gì mình phải giữ chữ tín với nó. Cũng may à, anh tới kịp lúc à. Chứ theo cách của em á, đừng hòng bắt tụi nó về đây mà trị tội được. Chú Bụng, chú kể lại chuyện chú mần cho tôi nghe. Dạ, theo lời của cậu ba dạy á, tôi tới miếu lập thế đánh thằng Điền nó ngất xỉu. Rồi trói nó lại, tôi định dẫn nói với cô Hường về á, thì tự dưng cậu hai dẫn gia nhân chạy tới ập vô lôi cái hai về đây. Thiệt tình là tôi không muốn để cho cổ trốn thoát đâu cậu. Ông Bụng, ông cậy thế ai mà đặt chuyện như vậy hả? Con trai ông che giấu người mà gia đình tôi đang truy lùng là phạm vô tội chết ông biết chưa? Vậy mà ông còn rộng họng xin buông tha nữa hả? Bà Lâm, em vốn là người xử sự phân minh, cớ chi có chút chuyện nhỏ nhặt mà em không giải quyết dứt khoát. Con Hường, tội trạng nó rành rành như vậy rồi, biết nó ở đâu thì cho người tới bắt nó liền đi. Cớ chi là kêu cha con thằng Điền dắt nó vậy? Mấy cái người này mà em cũng tin được hay sao? Em con nạo vợ mần việc chi á cũng phân tách kỹ càng, nó không có nông cạn như con nghĩ đâu. Nếu con có việc gì không vừa ý với ba Lâm á, thì một chút nữa vô nhà hãy nói. Bây giờ con hãy lo xử cái chuyện này cho xong đi đã. Phân tách kỹ càng, chuyện đã rành rành như vậy rồi phân tách cái gì nữa? Má đừng có bên ba Lâm. Ba Lâm, em chuyện xử gì ngoài đó mà ồn ào quá đa? Để anh xử. Bà Vũ, dạ, bước ra ngoài đó coi mấy người đó làm cái gì mà rần rần vậy. Tôi cần nghỉ ngơi. Dạ thưa bà, có chút chuyện cần xử trí, nhưng mà cũng gần xong rồi bà. Bà nghỉ ngơi đi. Tôi thấy đau đầu quá, cứ rần rần như vậy làm sao mà ngủ được. Bà ra ngoài kêu họ im đi. Ờ, bà không đi phải không? Không làm đi. Bà không đi thì tôi đi. Ờ, kìa bà, bà ra ngoài đó mừng chi? Ở trong này cho yên ổn đi bà. Có chi mà bà không muốn tôi ra đó? Có chuyện gì mà đèn đuốc sáng choang rồi tụ tập đông người như vậy? Đó, bà nghe không? Tiếng người quét đẹp rồi khóc lóc ý thôi à. Cậu ơi, tha cho tôi đi cậu ơi. Hình như là tiếng của con Hường hả? Dạ, dạ không phải đâu bà. Bà đừng có qua mặt tôi. Bà nghĩ tôi loạn trí, định gạt tôi chứ chi? Dạ tôi không có dám. Bà Vũ, bà ngoài mặt lúc nào cũng ra vẻ hiền lành, dân dân giả giả với tôi.
Nhưng trong lòng bà có ưa gì tôi đâu. Từ ngày mà thằng Út nó mất đi đó, tôi đâu còn chỗ đứng chi trong nhà này nữa. Ai cũng coi thường tôi hết, kể cả bà. Bà cũng coi thường khinh rẻ tôi. Tôi nói có đúng không? Không mà bà. Nương. Dạ. Dạ con ba. Vậy chứ tôi dặn anh đi theo ông Hùng để phòng hờ có chuyện bất trắc. Anh có làm như tôi dặn không? Dạ thưa cậu ba, con có làm y như lời cậu dặn. Con theo ông Bụng tới miếu, rồi con đứng chờ ở ngoài, chờ đúng thời cơ, rồi con bắt con Hường đem về. Nhưng mà cậu hai đã ra tay nhanh hơn con, nên con đã án binh bất động. Nhưng mà cậu à, ông Bụng ông đã nói đúng đó cậu. Ông đánh thằng Điền ngất xỉu, rồi ông dụng ý khuyên răn con Hường ra nhận tội đó cậu. Con thấy chưa hay Hoàng? Em con nó cũng biết nhìn xa trông rộng lắm đó đúng không con? Rủi cha con ông Bụng mần hư việc á, thì vẫn có kế bắt con Hường về đây. Chứ cớ chi mà con phải thất công dữ vậy? Ờ, thì con cũng đâu có biết là ba Lâm nó lắm mưu nhiều kế như vậy đâu. Con khốn này nữa, mày có chạy đằng trời, tao cũng bắt mày về trí tội cho bằng được. Đó, bây giờ nó đang ở đây, má tính xử trí nó làm sao đây? Nó là đầy tớ của mình, tạm thời bây giờ lôi nó ra nhà chòi nhốt nó lại, rồi tùy mình sẽ phân xử nó sau. Nghe chưa? Dạ. Đứng đó làm cái gì mày? Còn cái thằng mắc dịch này, bây giờ em tính xử lý nó làm sao hả ba Lâm? Cậu ba ơi, cậu thương xót cảnh nhà tôi đơn chiếc, tha cho thằng Điền lần này đi cậu. Dạ thưa bà cả, bà hai, bà ba, xin mấy bà rộng dung cho nó. Con tôi nó là đứa thiệt thà, chắc nó nghe cô Hường dỗ ngọt nó làm sao đó, nên nó mới mần như vậy. Tôi là cha mà không dạy được con, tôi xin nhận tội thay cho nó. Tôi xin mấy bà và cậu ba tha cho nó giùm tôi đi. Ông nói dễ nghe quá đà. Cái tội thằng Điền mà tha được hả? Phải trừng trị nó để làm gương cho kẻ khác. Tụi bay, lôi nó ra ngoài, cột nó vào gốc cây, phơi nắng nó, bỏ đói nó cho đến khi nào nó chết thì thôi. Cậu hai. Khoan đã hai. Dẫu sao thì chú Bụng cũng là người thân tín của cha. Thở cha còn sinh thời, chú cũng đã có công giúp cha coi sóc ruộng đất. Và tới khi tôi thay cha cai quản cái cơ ngơi này, chú cũng đã báo tin kịp thời, đặng tôi có thể ứng phó, tránh việc tá Điền qua mặt chủ. Nói nào ngay, nếu vừa rồi chú Bụng không bẩm báo cho tôi biết, thì liệu anh có biết để mà tới bắt cổ về hay là không? Xét về công và tội mà nói, thì công của chú đã phần nào gánh vác được tội của con trai chú rồi. Với lại tôi cũng đã hứa là sẽ tha cho thằng Điền, nên tôi không thể thất tín được. Thôi thì tội của thằng Điền sẽ được giảm nhẹ, chỉ đến 30 cây coi như là răn đe. Anh hai và mọi người có bằng lòng không? Con xử vậy mà thấy vừa có lý có tình đó. Mình là người quân tử thì xử lý chuyện chi phải có trước có sau, như vậy thiên hạ mới nể phục mình chứ. Hai Hoàng nè, em con phân tích đúng lý đó. Má nghĩ con cũng nên bằng lòng đi. Nó hứa và nhất định nó sẽ không được tái phạm. Nhận 30 cây là nó đủ sợ rồi đó. Bây giờ ai cũng thấy ba Lâm có lý thì cứ theo đó mà bằng đi. Tụi bay, lôi thằng Điền ra, đánh nó 30 cây. Đánh xong bắt nó hứa không bao giờ được phạm tội nữa, biết chưa? Dạ. Dạ. Đi mày. Dạ, tôi đội ơn. Đội ơn cậu ba, đội ơn cậu hai, đội ơn bà hai, bà ba. Bà ơi, bà uống chén thuốc đi, rồi nghỉ ngơi lại nghe bà. Tôi không uống, bình tĩnh cái gì đâu mà uống. Tưởng này được có mang thuốc vào đây nữa. Tôi nói hành bà như vậy mà bà không tức, bà không lớn tiếng với tôi sao? Bà ghét tôi thì bà nói đại đi, chứ bà im liền chi vậy? Tôi ngồi trong lòng lúng lắm. Không nhìn thấy cái mặt bà nữa. Bà đi ra khỏi đây đi. Đi đi. Đi đâu đó, về quê dưỡng già đi. Đi đâu cũng được, thích làm gì tùy. Bà nói gì vậy? Bà nói đuổi tôi sao? Tôi quyền hạn chi trong cái nhà này mà dám đuổi ai? Đó, bà thấy không? Bây giờ tôi khác chi người ăn nhờ ở đậu trong cái nhà này.
tôi không thể che chở hay là binh vực cho bà như trước kia nữa đâu. Đừng có chần chừ ở lại đây nữa, đi ra ngoài mà sống cho nó thảnh thôi. Còn bà không muốn đi á thì qua bên bà cả hay bà hai mà hầu hạ họ đặng kiếm miếng ăn. Bà cứ theo tôi vậy hoài, rồi có ngày bị họ đuổi khỏi nhà thì đừng có trách sao bị giả lây. Bà Tư, bà nói kỳ dữ không? Tôi làm sao đành lòng bỏ bà ở lại không ai chăm sóc được chứ. Mất đi cậu Út, tôi biết là bà đau lòng xót dạ lung lắm. Nhưng mà bà đừng có buông xuôi như vậy. Bà phải sống vui vẻ thì cậu Út mới được an lòng nơi chính suối. Im đi! Im đi! Đừng có nhắc tới con của tôi nữa! Bà... Con tôi đã chết một phần cũng là lỗi tại bà đó. Bà ở với tôi lo cho bà không thiếu một thứ gì. Bà chỉ có một việc là quan sát thằng nhỏ. Vậy mà bà có làm được không? Bà bỏ con tôi một mình để nó gặp nạn. Bà trả ơn tôi như vậy hả? Bà Tư, bà Tư, sao bà lại đổ bao nhiêu tôi như vậy chứ? Cái chết của cậu Út có can dự gì tới tôi? Bà không thể ăn nó ngang ngược như vậy được. Tôi nói không đúng sao? Không chừng bà nhận tiền của người ta rồi hại chết thằng nhỏ. Bà Tư, đi đi, đi kiếm chỗ khác mà ở cho suốt tấm thân. Tôi bị thất thế rồi, bà dựa cho tôi làm gì? Đi hết đi. Trời ơi, sao con bỏ má vậy Út ơi? Út ơi, cái con trời đánh đây, tại mày mà tao mới cực thân, đêm nay lại không được ngủ nữa chứ. Phải thức canh mày, mày chết á thì mày chết đi, chết đi, nói cho tao. Lương chị, má, má, Lương chị, cha, dậy, em, má ơi, con đi đâu vậy má? Cha, má. Bà Lấp, để tôi. Dạ. Dạ, có thư gửi cho ông Xuân. Cảm ơn anh. Dạ. Của cha tôi đó. Dạ. Cha, con đang chờ ai vậy? Có phải con nghĩ thằng Trọng sẽ đến thăm con không? Tú à, nó không tới đâu con. Con đợi gì cho thất công? Con không muốn nghe cha nói nữa. Cha biết lời nói thiệt không ai muốn nghe hết. Chẳng thà con buồn một lần rồi thôi, chứ con cứ ưu sầu như vậy hoài cha đau lòng lắm đa. Con thử nghĩ coi, nếu nó thiệt lòng với con, nếu nó nghe con bệnh, nó sẽ đến thăm con liền. Còn đằng này, con ngày ngóng đêm mong, nó vẫn biệt vô âm tín. Con không có nhìn lầm người đâu cha. Anh Trọng là người biết trọng tình trọng nghĩa. Anh đối với con lúc nào cũng tử tế ân cần. Nếu tự dưng anh thay đổi thái độ như vậy á,
con e là anh đang chôn giấu chuyện chi trong lòng mà không thể nào nói cho con được. Con thương nó luôn vậy nên con không thấy được tánh xấu của nó. Nếu con không tin, cha sẽ đưa chứng cứ cho con thấy. Thằng Trọng không phải là người tử tế như lâu nay con nghĩ vậy đâu. Cha có chứng cứ sao? Cha là người làm ăn buôn bán nên cha không thể nhìn bên ngoài một người mà cho rằng họ tốt hay là xấu. Muốn biết rõ về một người phải có cách thử họ. Chỉ có cách dùng tiền là thử mau nhất đó con. Cha chớ có làm việc đó với anh Trọng. Ảnh đâu có can dự chi tới việc làm ăn của cha. Mà cha cần có lòng tin nơi ảnh. Con nghĩ nếu như cha dùng cách đó chỉ thêm thất công thôi. Tú à, con còn trẻ người non dạ quá nên con dễ bị người ta lừa gạt. Cha đã thử nó theo cách của cha và đã có câu trả lời rồi con à. Cha nhờ người ta cho nó một số bạc với đề nghị nó phải dứt tình với con. Nó chẳng những không đếm xỉa đến sự đau khổ của con mà nó còn ra giá đòi cha phải đưa nó số bạc lớn hơn so với số bạc ban đầu phải đưa cho nó thì nó mới chịu buông tha cho con đó. Sự thật này phủ phàng phải không con? Hay là con chưa tin hết những gì cha đã nói? Thôi thì ngày mai á, cha đã hẹn nó lúc 4 giờ chiều đặng giao cho nó số tiền còn lại. Nếu con muốn thấy rõ bộ mặt thật của thằng Trọng thì con hãy tới đó chứng kiến. Chị đẹp ơi, chị ngoài sàn nước phải không? Cái con này thiệt dại hết sức cả. An nhàn tấm thân không muốn, muốn cho giam cầm đánh đập vậy mới chịu. Tôi khát nước quá. Chị đẹp ơi, mua giùm tôi miếng nước. Tôi khát nước quá. Nè, mày uống đi. Mày nghe, năm lần bảy lượt bị đánh đập tra khảo mày không sợ hả? Nói thiệt với mày nghe Hường, đã bán thân vô nhà người ta làm đầy tớ rồi thì mày phải biết an phận chứ. Chủ nhân họ bảo sao á thì mày phải làm vậy. Trái ý họ chỉ thiệt thân thôi à. Mày bị cái giống gì vậy Hường? Uống nước mà sao mày ói dữ vậy? Trời ơi, thôi chết rồi. Điều này á là mày bị tụi nó đánh bầm dập hết rồi phải không? Mày có sao không Hường? Chị ơi, cái nước này sao nó tanh quá. Thì tao đang mần cá, tại mày đòi uống nước nên tao sẵn tay tao múc vô luôn. Chị làm ơn, chị múc giùm tôi gáo nước khác được không? Cái mùi này tôi hửi thấy khó chịu lung lắm. Hả? Ủa bà Vũ? Ừ? Bà Tư bớt chưa bà Vũ? Bệnh tình của bà thì có thuyên giảm, nhưng mà không biết làm sao á, ngày càng gắt gỏng, khó hầu hạ quá đa. Ừ, thì từ cái ngày mà cậu Út mất đi, bà Tư như là người mất hết hồn vía vậy đó. Cũng tội nghiệp cho bả chứ. Mày tội cho bả hay là tội cho tao? Mày thấy không, tao già từng tuổi này rồi mà còn phải hầu hạ người ta cực khổ trăm bề. Nói nào ngay, mình thì suốt đời một lòng một dạ chăm sóc cho hai má con họ. Ừ. Vậy đó mà có chuyện gì buồn á cứ đem tao ra mà trút lên đầu hà.
Thiệt á, không biết khi nào tôi mới thoát khỏi cái kiếp trầm luân này. Thì người ta nói á, cuộc đời này có khác chi cái ải trần gian. Ai bước vô đó mà không mang theo một nỗi khổ riêng cho mình chứ. Trời ơi, con này ngộ ngang. Tự nhiên hôm nay nói cái gì mà lâm ly bi đát dữ vậy đẹp. Thì tôi nghe người ta nói bắt chước nói lại vậy mà. À, bà Vú nè. Hả? Tôi có cái chuyện này tôi muốn hỏi bà. Chuyện chi? Mà mấy người đờn bà mà nghe mùi cá tanh rồi ói sặc sụa là bệnh gì vậy? Hình như có thai phải không bà? Hả? Đẹp. Hả? Mày đừng nói với tao là mày có thai nha. Trời không có. Tôi đâu có dám mần mấy cái chuyện động trời đó. Không có thì tại sao mày hỏi tao như vậy? Trời, là chuyện gì nè? Con Hương. Trời, mày mần cái chi vậy? Trời, nhỏ nhỏ thôi, bà đừng có la lớn. Mà tôi mới có sinh nghi thôi hả? Mày có thấy cái cần cổ của con Hương á, nó có giật giật không? Một cái cổ giật giật là có bầu hả bà? Đợi tôi một chút. Ê, mày đi đâu? Thì tôi chạy xuống chòi dòm cái cần cổ nó cứ giật không. Mày làm ơn đứng lại giùm tao đi. Việc này á mà để ôm sờm ra đó hả, là tao với mày chết chung với nó đó. Bà Vú ơi, vậy giờ mình tính sao hả bà Vú? Chuyện này thì tao rành hơn mày. Để tao đi cho. Tao chỉ cần ngó sơ là tao biết liền hả? Mày nè. Hả? Mày đó. Giữ mồm giữ miệng, không nói sàng nghe chưa. Nói sàng mày chết đó, là tao cũng chết đó. Cái chi? Mày nói cái gì vậy? Mày câm hả? Mày nói như vậy sao tao nghe? Chứ bà kêu tôi phải giữ mồm giữ miệng. Trời ơi, đẹp ơi là đẹp. Tao biểu mày giữ mồm giữ miệng là mày đừng có bếp xếp cho người ta biết chuyện của con Hường. Chứ tao đâu có biểu mày giữ mồm giữ miệng với tao đâu. Mày phải nói rõ ràng thì tao mới biết mày muốn cái gì. Bà cho tôi đi theo với. Mày đợi một chút nghe chưa? Đợi tao đi trước á, rồi mày mới nói bước theo sau. Đừng có hấp ta hấp tấp, người ta để ý đó. Cái gì vậy? Tao dặn mày sao? Mày đợi tao đi xong rồi mày mới hẳn đi. Mày lại mày đi theo tao vậy? Chứ bà nói bà đi trước rồi tôi đi sau. Tôi thấy bà bước đi rồi tôi đi theo. Trời ơi, sao mà mày ngu quá à đẹp à? Ít ra thì mày phải đợi tao đi vài bước chứ. Thôi bây giờ vậy đi, cho rõ ràng. Tao đếm từ 1 tới 10 ngang, rồi bắt đầu từ số 10 á thì mày mới đi theo tao, hiểu chưa? Bắt đầu tao đếm nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 từ từ nhanh quá. 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 Chơi gì vui vậy? 7 8 9 10 11 Trời ơi, làm gì vậy? Đi đâu vậy? Tránh xa tao ra. Mày làm gì vậy? Làm gì vậy? Đợi cái cổ. Mà nè bà Vú, bà có thấy gì không? Cái cằn cổ nó có cà giật không? Tao e là nó có thai thiệt rồi. Mặt mày thì xanh mét hả? Cái cổ nó giật không ngừng. Trời ơi, ai có thai cũng vậy hết hả bà Vú? Mà nè, lúc bà Vú có thai á, có bị vậy không? Mày khéo hỏi quá đã. Tao có chồng hồi nào đâu mà có bầu mày. Là tại vì á, tao thấy mấy bà trong nhà này á, mỗi lần có bầu á là như vậy đó. Hả? Mà đẹp nè. Hả? Ngoài tao ra
Mày có nói chuyện này cho ai biết nữa không? Chưa. Tôi mới thấy lạ lạ nên mới hỏi mình bà hà. Ừ. Để mà tôi xác định cho nó rõ ràng rồi tôi mới nói vòng vòng. Mày điên hả? Hả? Liệu mày giữ kín việc này đó, đừng có cho ai biết. Coi chừng cái miệng nó hại cái thân đó đà. Thiệt ra thì tao chỉ phỏng đoán như vậy thôi, chứ muốn biết chắc chắn có thai hay không thì phải khám mới biết được. Bà nói khám là khám làm sao? Con Hường nó bị nhốt khóa cứng nhắc ở trong đó là sao khám? Tao có một cách. Bà Vú có cách gì? Kể cho tôi nghe với. Mày đừng có nôn nóng, thủng thẳng để tao tính. Ừ. Trời ơi, cái cờ cổ của mày cũng bị giật giật. Hả? Bà Vũ ơi, tôi cũng khám. Bà Vũ ơi, khám cho tôi nè. Bà Vũ ơi. Có chuyện gì mà bà Vũ với con đẹp giọng lơm lơm sửng sốt vậy ta? Cổ mình đâu có gì đâu ta. Hai người này có vấn đề, mình phải lén theo dõi hai người này mới được. Trọng nói với chị là anh sẽ tới sao? Phải. Trọng nhờ tôi nói lại với bác là hẹn gặp ở đây lúc 4 giờ. Nhưng sắp tới giờ hẹn rồi mà có thấy bóng dáng ảnh đâu. Chắc là ảnh không tới đâu. Nhưng mà cũng chưa tới 4 giờ mà Tú. Cớ chi chị lại giúp cha tôi làm chuyện này chứ? Chị không sợ xúc phạm đến anh Trọng hay sao? Là do bác trai năn nỉ tôi lung quá nên tôi từ chối không có đặng. Nhưng mà tôi đâu có về là anh Trọng hẹn gặp bác trai chứ. Chị có tin là anh Trọng sẽ tới gặp cha tôi không? Thiệt ra tôi cũng phân vân lắm. Nhất định anh sẽ không tới đâu. Kìa Tú. Mời em. Anh uống đi. Dạ chào ông, tôi là Trọng, dạ. Bạn học của Tú. Mời cô ngồi. Gắp đồ ăn đi anh. Dạ đây cũng như ông sao rồi. Uống nha. Dạ, món này ngon. Dạ. 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 Xin lỗi ông, tôi có chút việc nên tới hơi trễ. Cậu đâu có tới trễ, là do tôi tới sớm mà. Thôi, để khỏi mất thời giờ, mình bàn vô việc luôn nha. Cậu nói với Lan là cậu muốn gặp riêng tôi phải không? Dạ phải. Tôi đã nhận được số bạc rồi. Dạ biết là tôi cần phải làm gì đặng xứng đáng với số bạc mà ông đã bỏ ra. Có điều tôi thấy cái giá của ông trả cho tôi vẫn còn rẻ lắm, cho nên tôi muốn gặp ông để thương lượng thêm. Cậu biết tận dụng cơ hội đặng thu lợi về cho bản thân của cậu. Tiếc là cậu không làm nghề buôn bán. Nếu không thì cậu giàu to rồi. Tôi chỉ học theo cách của ông thôi mà. Biết rất rõ giá trị của bản thân mình. Tôi cần số bạc gấp đôi số bạc mà ông đã đưa cho tôi. Sau khi nhận được tiền, tôi sẽ không bao giờ gặp lại con gái của ông nữa. Cậu thẳng thắn lắm. Tôi rất thích cái tánh của cậu. Tôi có mang đủ tiền cho cậu đây. Cậu có cần điểm lại không? Tôi nghĩ là không cần đâu. Cảm ơn ông. Cậu Trọng à, cậu đã nhận tiền rồi, chắc cậu biết mình phải làm gì phải không cậu? Tôi tin là cậu giữ đúng lời hứa. Chị muốn tôi phải làm gì? Ông muốn tôi viết ra giấy đặng chứng thực về việc tôi đã nhận tiền của ông hay sao? Nếu có giấy tờ làm chứng thì hay quá. Nhưng phải biết ghi làm sao để cho nó xuôi hả cậu? Không lẽ bây giờ mình ghi là giấy nhận tiền đặng thôi tình? Cậu thấy vậy có được không? Vậy thì tùy ông thôi.
ông muốn như thế nào tôi sẽ đồng ý. Ôi, giấy tờ chi cho thất công cậu ơi. Con gái tôi đang có mặt ở đây nè. Để tôi kêu nó ra, đặng cậu nói thẳng mọi việc luôn nghe. Tú, ra đây con. Cậu lấy nhân tiền của tôi thì phải thực hiện theo sự thỏa thuận của hai bên. Cậu hứa đoạn tình đoạn nghĩa với con Tú ra sao thì cậu cứ nói đi. Cậu nên nhớ là việc này tôi không ép, là do cậu tự nguyện làm. Số bạc lớn luôn vậy, đâu ai cưỡng lại được hả cậu Trọng? Thôi, tôi còn nhiều việc lắm. Cậu nói mau lên, tôi còn đi. Thôi về đi, nói theo tôi. Tôi là Trọng, tôi hứa với ông, sau khi nhận được số bạc theo thỏa thuận, tôi sẽ không qua lại với con gái của ông. Cậu nói đi. Nói đi. Nói đi. Tôi là Trọng, tôi hứa với ông, sau khi tôi nhận được số bạc như đã thỏa thuận. Cậu nói lớn lên chứ, ấp úng gì ai mà nghe được. Cậu phải nói làm sao cho con gái tôi nghe từng câu từng chữ kìa. Mình là đàn ông thì lá gan phải lớn chứ, đã làm thì phải nhận. Nói mau lên, nói với con gái tôi kìa. Tôi không có thời gian để chờ cậu đâu. Tôi là Trọng. Tôi hứa với ông. Sau khi nhận được số bạc theo thỏa thuận, tôi sẽ không qua lại với con gái ông nữa. Tôi đã làm đúng theo ý của ông rồi đó. Tôi nhận tiền được chưa? Cậu tự nhiên, tiền này là của cậu mà. Đế tiện như vậy mà cũng tiếc làm gì chứ. Thôi con về nghỉ đi. Cha, cớ chi cha lại bày ra chuyện này? Cha làm như vậy có thấy hải dạ không cha? Bà có cho bà Tư uống thuốc đúng cử như lời tôi dặn không? Dạ có. Hôm nay tôi thấy khí sắc của bà Tư có bộ khá hơn trước nhiều rồi đó. Dạ. Bà Tư à, bà cứ lo tịnh dưỡng, ăn ngủ điều độ và uống thuốc đúng giờ theo lời của tôi dặn. Không bao lâu bà sẽ phục hồi lại. Thôi bà nghỉ ngơi đi, tuần sau tôi sẽ quay lại khám. Dạ, cảm ơn thầy. Vũ à. Dạ. Lấy tiền gửi cho thầy giùm tôi, rồi đưa thầy ra cổng giùm tôi luôn nghe. Dạ. Chào bà. Dạ, mời thầy. Thiệt ra, ở trước mặt bà Tư, tôi nói đặng cho bà an tâm mà tĩnh dưỡng, chứ bệnh của bà vẫn chưa dứt liền được đâu. Bà nghe tôi dặn nè, bà là người chăm sóc bệnh tình cho bà Tư.
tránh cho bà gặp những chuyện quá buồn hay quá vui. Tâm trí của bà Tư vẫn còn u uất lắm. Dạ. Tốt nhất là đừng cho bà nghĩ đến chuyện đau buồn vừa qua. Dạ, tôi hiểu rồi thưa thầy. Dạ thưa thầy, thầy có bận về gấp không thầy? Tôi có chút chuyện muốn nhờ kể thầy giúp giùm. Chuyện gì vậy? Dạ, mời thầy theo tôi. Dạ, dạ thầy đợi một chút. Dạ. Sao rồi thầy? Đích thực là cổ có thai 2 tháng rồi đó đã. Dạ. Dạ, thưa đây là tiền công của bà Tư gửi cho thầy. Dạ, còn đây là chút đỉnh gửi thêm cho thầy. Mong thầy giúp giùm tôi giữ kín chuyện này, đừng có cho ai biết hết. Dạ, dạ, cảm ơn thầy nhiều. Dạ, cảm ơn. Dạ, chào thầy. Chào đi. Dạ, mời thầy. Hường ơi là Hường, mày có biết xảy ra chuyện gì không Hường? Tôi bị gì mà vú kêu thầy vú khám cho tôi vậy? Bệnh tôi nặng lắm hả? Mấy bữa nay tôi thấy tôi mệt lắm, khó thở nữa. Chắc là tôi sắp chết rồi. Khổ quá con ơi, mày không có chết vì bệnh, nhưng mà mày sẽ chết vì gây ra cái chuyện động trời đó con. Mày có biết thầy nói gì không Hương? Thầy nói là mày có thai 2 tháng rồi, mày có biết không? Tôi có thai. Ừ, 2 tháng rồi. Trời ơi, cớ chi mà mày dại vậy Hương? Đã nói là thân con gái là phải biết giữ thân giữ mình. Bây giờ gây ra cái nông nổi này, có nước mày bị chôn sống thôi con à. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Con gái chưa chồng mà có chữa quan, nhục lắm con ơi. Bà Vũ, bà Vũ ơi, thầy nói sao? Bà Vũ, vậy là nó có thai thiệt hả? Trời đất ơi, mày á nha, mày gan lắm á. Chuyện này sao giấu được bây giờ? Mày im cái miệng mày lại đi. Ào ào à. Bà Vũ ơi, giờ tính sao? Hơn, ai bằng mày ra nông nổi vậy hả? Đẹp, sao mày cứ ào ào hoài vậy? Mà nè, phải cầu hai mần mày không? Trước kia có mấy lần cậu mon men tới dụ mày, phải không? Đúng là cậu hai phải không? Tao nhớ có lần cậu ba xuống chòi rồi đuổi tao ra ngoài. Lúc đó tao nghe mày khóc lóc van xin lung lắm. Hay là cậu ba? Bà không có được nói xàm nghe chưa? Cậu ba là người chính nhân quân tử, cậu không bao giờ mần mấy cái chuyện tồi bại vậy đâu. Ai khiến mày có thai? Mày nói đi, sao mày im họng vậy? Đứa nhỏ trong bụng của mày là của ai? Cậu hai, cậu ba hay là cậu tư? Mà nó nào ngay, cho dù ai gây ra chuyện này thì mày cũng khó sống đó đa. Cái việc mà mày mang bầu cũng chưa có hệ trọng đâu, mà cái việc mày làm tổn hại cái danh tiếng gia đình nhà hội đồng mới là quan trọng đó. Họ không để yên cho mày đâu Hường ơi. Bà Vũ, giờ có cách nào để mần yên chuyện này không bà Vũ? Nhất định là không để chuyện này lọt ra ngoài được. Phải tìm cách phá cái thai thôi. Không thì ngay cả mày, mày cũng không giữ được tánh mạng đâu Hường à. Thank you.
Đưa đây.